Năm học mới đã cận kề nhưng các cửa hàng bán sách giáo khoa, đồ dùng học tập ở nhiều thành phố chưa thể mở cửa trở lại do phải thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16. Việc cung ứng sách cho các nhà trường và học sinh vẫn chưa thể thực hiện được. Trước thực tế này, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã gửi công văn đề nghị các địa phương tạo điều kiện để kịp chuyển sách đến tay học sinh phục vụ cho năm học mới. Thay vì được cầm sách giáo khoa học, thì học sinh này lại phải học bằng những trang giấy A4 photo như thế này. Đây là thực trạng diễn ra đã 3 tuần nay kể từ khi trường tiểu học Đoàn Thị Điểm, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội bước vào năm học mới. Phụ huynh của học sinh này cho biết các nhà sách đều đang đóng cửa, vì thế trước mỗi giờ học họ lại phải tải sách từ trên mạng và in ra để cho con học. Việc học tập online đã rất khó khăn, thiếu đồ dùng học tập rồi còn khó khăn hơn, con mong tất cả các nhà sách đều mở để bố mẹ con đi mua cho con. Không chỉ khó khi không mua được sách ở các cửa hàng sách, mà thậm chí sách đặt mua ở nhà trường cũng chưa có. Lớp sĩ số 35 học sinh, nhưng chỉ có 2 em có sách ngữ văn lớp 6, khiến cho việc dạy và học của cả thầy và trò trường Trung học cơ sở Hà Thành, quận Bắc Từ Liêm rất khó khăn. Muốn các con đọc văn bản không đọc được, bởi vì là cái cơ sở vật chất có những nhà là học bằng máy tính lại không có cam, có những nhà máy tính sách tay thì có cam, có những nhà là các con chỉ học bằng máy điện thoại thôi. Cho nên nếu mà các con muốn đọc văn bản, con lại phải thoát zoom, các con đọc được mà thoát zoom thì lại không đọc được cho cô nghe, cho các con nghe. Cũng đã có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tạo điều kiện thuận lợi cho cái việc vận chuyển, lưu thông sách giáo khoa để kịp thời phục vụ sách khoa cho giáo viên học sinh trước năm học mới. Xem xét và thông qua đấy, thì chúng tôi chắc chắn là có thể khẳng định rằng là có thể phục vụ cung ứng đầy đủ sách giáo khoa tới giáo viên và học sinh trước năm học mới. Sách giáo khoa là công cụ không thể thiếu trong các buổi học. Vì thế, việc đảm bảo đủ sách là việc cấp bách và cần sớm có giải pháp tháo gỡ từ phía các cơ quan chức năng để phụ huynh không phải chật vật tìm sách cho con khi năm học mới đã bắt đầu.